chào mừng mọi người đã quay trở lại với Nancy. Và hôm nay thì Nancy sẽ làm một số về trải nghiệm làm bánh. Sẽ làm một cái loại bánh, đó là một loại bánh trung thu của Nhật có tên là Namagachi. Và hôm nay thì Nhân sẽ mời một chuyên gia làm bánh, đó chính là cô Nguyễn Lê Hoa. Chào khán giả. Chào, chào mừng cô đã đến với cả chương trình Nancy của con. Cô có thể nào mà cô nói về cái bánh Namagachi một tí được không ạ? Cái bánh Namagachi này thì xuất phát từ ở nước Nhật. Đây là loại bánh rất là đặc biệt, thường người Nhật người ta sẽ ăn vào dịp lễ hội hoặc là lễ dịp năm mới. Và để biết chi tiết hơn về cái chiếc bánh như này thì mời các bạn xem một số cái hình ảnh sau đây đã nha. Vâng, xin mời các bạn. Giờ Nhân với cô thì sẽ làm bánh với rất là nhiều công đoạn cũng như là nguyên liệu. Thì ở đây Nhân đang có, cô với con đang có nguyên liệu gì cô nhỉ? Có, chúng ta còn đang có rất là nhiều đậu này. Nhân có biết là các loại đậu này là đậu gì không? Là này là đậu đỏ đúng không cô? Đúng rồi, đây là đậu đỏ. Đã. Đây là đậu đỏ này, đây là đậu trắng này. Ngoài ra thì cần gì hả cô? Ngoài ra thì mình cần phải có bột nếp này. Cái bột nếp này đố Nhân biết là bột nếp gì đây? Cái này là bột thái đúng không cô? Đúng rồi. Bột nếp thì lưu ý là phải là bột thái nha Nhân. Chứ còn nếu không bột bình thường hả cô? Nếu như bột nếp bình thường của Việt Nam thì sẽ làm cho cái bánh nó bị dẻo quá. Cái bánh bột nếp của Thái này nó đặc biệt hơn là nó làm cho cái bánh của mình nó dai. Nó giống bánh mochi hả cô? Chính là cái bột này là để mình làm bánh mochi này. Nếu như mà lúc nào Nhân thích thì cô có thể chỉ làm bánh mochi luôn. Wow. Còn đường đúng không cô? Có thể là có đường xay này. Đường xay thì để mình làm đường xay mình có thể là mình mua cái loại đường xay sẵn hoặc là mình không có thì mình về lấy cái máy xay sinh tố mình xay cũng mình được. Tự xay luôn. Đây thì ở bên Nhân sẽ có là đây một cái mà để gì cân đo liều lượng chuẩn xác nhất. Đấy, đây là cái cân của cô. Cô đã mang lên. Đây là cái cân điện tử. Đấy, cô có bọc một cái màng ở đây này. Đây, cô đã chỉ một cái mẹo cho Nhân. Đấy là khi mà mình sử dụng cái cân này ấy, là mình sẽ bọc lại để mà khi mà mình cân giống như cân bột như này này, bỏ lên là sẽ không bẩn, mà nếu mà có bẩn ấy mình có thể gỡ ra xong rồi mình bọc một cái mới. Tiếp theo là cô có mang cho Nhân một cái này là một cái một cái hộp đựng đây là một cái hộp đựng dụng cụ để làm bánh của cô. Đấy, cô nãy là Nhân cũng có nghiên cứu một tí xíu rồi. Và cô ơi, con muốn hỏi là tại sao mà cái nhân bánh ấy mà cô làm thì nó có khác gì với cổ bánh ở bên Nhật không? Mà con lại thấy là ở đây mình có cả whipping cream mà cô. Cái bánh này thì nếu như mà bánh truyền thống của Nhật ấy là sẽ chỉ có hai lớp, là lớp đậu đỏ với lớp đậu trắng thôi. Nhưng mà về Việt Nam mình á, là mình sẽ đã biến tấu ra được là cho thêm cái nhân kem và cái mứt này vào nữa. Nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Đúng rồi, con có một cái câu hỏi để dành cho những bạn mà không có lò nướng như con. Thì cái bánh này có cần phải dùng lò nướng hay gì không ạ cô? Không cần dùng lò nướng con. Cái này là nhà mình nếu như mình có lò vi sóng thì sẽ làm rất là nhanh. Còn nếu như không thì mình có thể xem đậu bằng nồi ở trên chảo này cũng được. Ôi, cái này cực kỳ tiện nhé các bạn, không cần lò nướng luôn. Các bạn cứ có đây là một cái lò vi sóng của nhà Nhân. Chỉ cần một lò vi sóng thôi sẽ là được một cái bánh này. Bây giờ cô với Nhân sẽ đi làm kem, với lại chúng ta đi xem cái đậu này mình thành cái bột mình có thể nặn được cái bánh. Dạ vâng, bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. Hey. Thì ở đây thì thực chất là làm cái bánh này nó cực kỳ khó và mất rất là nhiều thời gian. Thế nên là cô Hòa đã chuẩn bị gần như là hầu như là tất cả mọi thứ cho Nhân rồi. Đúng cô? Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi xên hả? Bây giờ chúng ta xên đúng không cô? Rồi, ở đây thì Nhân có thấy cả một cái bát bát đường. Đây là cô đã cân bát tầm bao nhiêu nhỉ cô nhỉ? 60g đường. Đây là 60g đường này. Rồi, có cái này cái gì lại cô nhỉ? Nãy hình như cái, cái đó là bột nếp thái vừa nãy trong cái vừa nãy cô có chỉ cho Nhân ạ. Bột nếp thái thì mình cho một chút nước và mình hòa 15g bột nếp thái. Mình cho 15g
thêm một chút nước và mình hòa ra và mình cho vào lò vi sóng khoảng 1 phút thì nó sẽ được ra cái hỗn hợp mà nó chín rồi như thế này. Vậy cái này thì mình dùng để làm gì ạ? Mình đổ vào đây và mình xên nhân ấy. À mình xên lại cho nó chắc lại ấy à? Ừ, cho nó có cái độ dẻo. Ôi, xong rồi mình cứ trộn thế này thôi hay là có cần phải làm gì nữa không ạ? Cái này mình trộn nó lên xong rồi mình cho vào lò vi sóng mình xên con. Thì bỏ vào lò thì tầm bao nhiêu phút ạ? Cho vào lò vi sóng khoảng 2 phút. Ở cái nước mà cao nhất ở trong cái là cái nhiệt độ cao nhất và khoảng 2 phút. Cứ 2 phút thì mình lại lấy ra để mình đảo lên một lần. Đấy, các bạn nhớ nhá, rằng là cái này mình cứ trộn đều một tí thôi, xong cho vào lò lấy một nấc cao nhất. Đấy, xong để 2 phút. Mỗi lần 2 phút xong thì lấy ra tầm 2-3 lần. Còn rồi bây giờ con cho vào lò vi sóng giúp cô đi. Các bạn ơi, thì nãy giờ là cái hỗn hợp này của Nhân với cô thì nãy giờ Nhân đã bỏ vào trong lò vi sóng là 3 lần. Tiếp theo thì cái hỗn hợp kia cũng thấy đúng không cô? Đúng rồi, cái màu trắng là chúng ta cũng làm giống tương tự như này để ra được một cái hỗn hợp mà để mình còn tạo hình. Cái này là xong cái phần nhân. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng sang phần kim. Hey! Thì cái này ấy, cô, mình làm cây mình có cần phải cái gì bí kíp hay là cái tip gì không ạ? Thực ra thì cái này là cái whipping thì nhiều người ai mà làm bánh thì cũng biết rồi, nhưng mà để làm sao mà đánh được cái này cho nó nhanh bông lên ấy thì cái lưu ý là khi đánh whipping ấy là mình cần phải để cái cây này cũng phải vào ngăn đá này. Rồi để cái whipping và cả cái tô này luôn mình cũng để tất vào cả ngăn đá phải ấy. Cho nó lạnh, lạnh nó này. Lạnh thì mình đánh nó sẽ rất là nhanh bông. Giờ con sẽ thử đánh nhé cô. Con đánh đi. Nãy giờ mình cô đã làm xong cái kem này rồi. Bây giờ sẽ đến công đoạn là bỏ vào đây để cho mình làm nhân kem. Đúng không cô? Đúng rồi. Bây giờ cô sẽ múc kem, còn nhân sẽ múc mứt bỏ vào giữa nha. À cô ơi, cái ngày xưa mà cái mùa trung thu ngày xưa của cô ấy thì nó có khác gì với bây giờ không hả cô? Ôi khác nhiều lắm chứ con. Thứ nhất là cô không có đèn trung thu này. Con bây giờ con có thích chơi đèn trung thu không? Ngày xưa... Dạ bây giờ thì đỡ đỡ rồi nhưng mà ngày xưa mê lắm. Ngày xưa mê. Ngày xưa đèn trung thu của cô ấy là cô phải lấy cái lon bia ấy, biết cái lon bia xong rồi cắt ra. Hoặc là làm đèn ông sao ấy bằng tự mình làm luôn. Là bằng tre trước luôn ấy hả cô? Đúng rồi. Xong rồi chỉ có dán giấy màu mà thôi chứ không có ni lông màu nữa đâu. Chỉ dán giấy màu nữa thôi. Nhưng mà thế là ngày xưa mình kiểu mình cũng tự biết làm nhiều thứ. Cũng hay phết thôi nhỉ? Con cũng muốn tự làm. Rồi bánh hồi xưa ấy là sẽ không có nhiều loại bánh trung thu ngon như bây giờ đâu. À đúng rồi, con thấy bây giờ nó rất là nhiều loại luôn. Bây giờ con có xem, lần trước con có xem, tự nhiên con có xem một cái video gì đấy mà người ta còn làm bánh trung thu, mà bánh trung thu về trân châu ấy cô. Bánh trân châu lên ấy. Ủa, con bị giật mình. Tại vì nó có quá nhiều những cái vị, và bây giờ nó tân tiến lên rồi, thế nên nó có rất là nhiều vị luôn. Bây giờ đến một cái công đoạn mà Nhân cực kỳ tâm đắc, đó chính là tạo kiểu ảnh tạo hình bánh. Bây giờ mình sẽ một cái chiếc bánh là mình sẽ có 3 phần này, trong này là đã sẽ có 2 phần rồi này. Bên ngoài này thì bây giờ cái cục bột này mình sẽ chia ra làm đôi. Mỗi cục này là 40g này mọi người, xong rồi mình sẽ chia ra làm đôi. Mình chia ra làm đôi và một cục này thì mình sẽ pha màu vào. Nhân thích màu gì? Con thì đang thích màu tím. Đó, pha màu tím vào. Đây là màu tím. Cái màu này là màu thực phẩm chuyên dụng cho bánh kem thì mình rất là an toàn. Rồi bây giờ vo tròn vào cho cô nhé. Vo tròn vào. Trên là tay. Đây đây. Từ từ thôi, không có cần phải nhanh đâu. Cái này. Rồi. Tròn rồi đúng không? Bây giờ sẽ ấn cho nó ra như thế này. Đó, cho ra để mình bọc cái cục này vào trong này. Đây, cái cách này con bọc này. Con bọc như thế này. Con để tay như thế này. Con để tay như thế này, cái tay để ở đây. Đó, đúng rồi, đây, nhìn cái tay này.
ấn vào, xoay này, bốn cái ngón tay chụm lại này, để tay bốn cái ngón tay chụm, khoan, chưa bóp vội, cầm bỏ cái cục này ra, để cái tay như này, rồi để cái này vào đây, cái này tựa vào đây, rồi khum cái tay này vào, khum, rồi, này, từ từ, con phải vuốt cái này nó lên này, đúng không, để cho bọc cho nó kín vào. Lăn rồi. Tổng tán nhanh quá. Bẹt ra giống như vừa nãy. Đây à. Bẹt vừa đấy nha, bẹt vừa rồi. Cứ cẩn thận dính vào tay. Nó lại dính. Dính vào tay là nó sẽ chóc ra ấy, nó sẽ chóc ra này, cái màu xanh mờ mờ bên trong. Này, bây giờ cho vào chính giữa. Xong rồi để dịch ra lên như vừa nãy cô chị, đúng. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn Nhân làm cái bông atiso. Đầu tiên là mình phải để thẳng cái này nhá. Mình để thẳng cái kéo như này. Để không được nghề nghiêng này mà để thẳng như này. Mình cắt sát ở dưới chân này. Này. Đây con đứng sang bên đây con sẽ nhìn thấy dễ hơn. Đây. Thang 10 điểm thì theo con mắt của cô là con được 9 rồi đấy. Chưa biết đấy thì Nhân là một bạn cứng của cô về những cái bánh cực kỳ ngon qua bao nhiêu năm nay rồi. Thì hôm nay là Nhân cũng đã mời cô đến đây vì cái lý do đấy. Các bạn nào mà mình không muốn trải nghiệm vì là quá nhiều công đoạn ấy, các bạn có thể liên hệ cho cô để mà mình order bánh để thưởng thức được những cái bánh ngon mới lạ như thế này, các bạn nhớ nhá. Và cảm ơn cô vì ngày hôm nay cũng đã đến đây cho con được một cái trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời, cũng như là chia sẻ được cho các bạn những cái kinh nghiệm để mà có thể làm được những cái bánh mới lạ trong cái trung thu ngày hôm nay để thưởng thức. Và nếu mà các bạn thích thì hãy like, share và subscribe luôn nhé. Và bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp bạn trong những chương trình lần sau, cũng như là các bạn có một cái mùa trung thu cực kỳ vui vẻ nhé. Bye bye mọi người.